mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tuần của chung cư Gang Nam. Tuần này, ban quản lý tòa nhà sẽ được điểm qua vài hoạt động chính sau. Tuần này, Hội Người Cao Tuổi chung cư Gang Nam kết hợp với Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam tổ chức lớp tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Hội đã được các cán bộ của viện kiểm tra sức khỏe cân nặng và một vài chỉ số cơ bản như đo huyết áp, đo nhịp tim, chỉ tiêu lượng mỡ cơ thể, lượng nước hợp lý, chỉ tiêu mỡ nội tạng, lượng canxi theo tiêu chuẩn. Đồng thời, hội cũng được cán bộ của viện đưa ra cảnh báo và khuyến cáo về một số nội dung như nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh ung thư. Kèm theo đó là những phần quà, bài thơ về công dụng của các loại thực phẩm, sự phối hợp giữa các thực phẩm với nhau. Trong tuần này, tổ dân phố cũng tổ chức buổi họp để chuẩn bị cho công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và niêm yết danh sách đề cử và ứng cử hai chức vụ trên để gửi cho các hộ dân hiện đang sinh sống tại chung cư Gang Nam để ngày hội bầu cử được chuẩn bị cho công tác tổ chức đúng tinh thần dân chủ và thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý cư dân đã theo dõi bản tin tuần của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.